Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn đón xem. Nga đang tiến hành một chiến dịch lớn ở khu vực Kharkov. Đồng thời, người Nga cũng đang tấn công những nơi khác, chủ yếu ở Donbass và vùng Zaporizhia. Một đe dọa ở phía Bắc đã buộc Ukraine phải rút quân được triển khai ở nơi khác, bao gồm cả Chashivja, để cố gắng giữ phòng tuyến ở khu vực Kharkov. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ tờ Asia Times, nếu Moscow có ý định buộc quân đội Ukraine phải di chuyển quân về phía Bắc, thì cho đến nay có vẻ như Nga đã thành công. Những cuộc di chuyển quân này sẽ tạo cơ hội cho quân đội Nga, gây thêm thiệt hại cho quân đội Ukraine. Câu hỏi lớn lúc này liên quan đến mục tiêu chính của Nga. Các chuyên gia quân sự không cho rằng Nga triển khai đủ lực lượng binh sĩ mới, thêm 50.000 quân để thực sự chiếm được Kharkov. Một số người cho rằng Moscow có thể điều thêm lực lượng để chinh phục Kharkov, nhưng ít nhất cho đến nay điều đó vẫn chưa xảy ra. Một số quan chức NATO tin rằng Kharkov là mục tiêu, nhưng nhà phân tích Stephen Bryan làm việc tại tiểu bang Cận Đông thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ không có chung đánh giá như vậy. Theo ông, mặc dù đúng là người Nga đang xây dựng một cái vạc xung quanh thành phố, nhưng họ muốn chiến đấu với người Ukraine ở ngoại ô hơn là trong một đô thị lớn. Kharkov là thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Ông Bryan đánh giá mục tiêu của Nga là buộc quân đội Ukraine phải tổn hao lực lượng, gây thương vong nặng nề cho phía Kiev. Và nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, chiến dịch ở Kharkov sẽ chia quân đội Ukraine thành hai hoặc bị chia tách hoàn toàn. Theo ông Bryan, ý tưởng của Nga không chỉ là chiếm lãnh thổ mà còn phá hủy khả năng kháng cự của Ukraine. Hiện có nhiều dấu hiệu cho thấy Nga đang đạt được thành công trong chiến dịch đang diễn ra. Đầu tiên là việc chỉ huy lực lượng phòng thủ phía Bắc của Ukraine, chuẩn tướng Yuri Haluskin đã bị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sa thải vào ngày 15 tháng 5 vì không tổ chức hợp lý lực lượng phòng thủ ở khu vực Kharkov. Ông được thay thế bởi thiếu tướng Ihor Tansiura. Tuy nhiên, việc sa thải ông Haluskin không thay đổi được gì trên chiến trường. Thứ hai là khả năng phòng thủ của Ukraine chưa đủ hiệu quả, chủ yếu là đào hào sâu vì có rất ít thời gian để xây hầm xi măng. Dù thế nào đi nữa, Nga đang đưa thêm súng phun lửa và pháo binh để phá hủy chiến hào. Quân đội Nga được cho là đang tiến vào các công sự chiến hào và tấn công chúng cùng với lực lượng phòng thủ Ukraine bên dưới. Điểm thứ ba là lực lượng thiết giáp Ukraine chưa phát huy tác dụng. Một trong những bài học của cuộc chiến Ukraine là xe thiết giáp không còn là vũ khí tiền tuyến khi nó có thể bị phá hủy bởi thiết bị bay không người lái giá rẻ, min thả từ trên không và vũ khí chống tăng. Trong vài ngày qua, một chiếc xe tăng Abrams và ít nhất một chiếc xe tăng Leopard bên phía Ukraine đã bị phá hủy. Những trận chiến xe tăng quy mô lớn dường như chỉ còn trong lịch sử. Điểm thứ tư, theo ông Bryan, là ngày càng nhiều binh sĩ Ukraine bị bắt hoặc đầu hàng. Phần lớn đây là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, không phải lính nghĩa vụ mới tham gia, nên việc đầu hàng có tác động lớn về mặt tâm lý. Bên cạnh đó cũng có báo cáo về việc các đơn vị không muốn thực hiện nhiệm vụ tấn công hoặc tự rút lui mà không có lệnh của chỉ huy. Con số cho đến nay vẫn chưa quá cao, nhưng người Nga đang tìm cách để công khai sự việc. Điểm thứ năm là ít nhất hai đại tá trong lực lượng bảo vệ Tổng thống đã bị bắt và người đứng đầu đội an ninh của Tổng thống Zelensky đã bị cách chức. Ông Zelensky nói rằng họ đang lên kế hoạch ám sát ông và các quan chức cấp cao khác, đồng thời đổ lỗi cho người Nga. Tuy nhiên, theo chuyên gia Bryan, nếu nhìn vào cuộc chiến, người Nga đã không nhắm vào Tổng thống Zelensky. Hai tuần trước, Nga đã đưa ông Zelensky, tướng tình báo Budanov và những người khác vào danh sách truy nã vì những tội danh chưa xác định. Nhưng danh sách này của Nga không phải là danh sách tiêu diệt. Điểm cuối cùng là Tổng thống Zelensky và lực lượng của ông do biết rằng phương Tây sẽ không gửi quân đến để cứu Ukraine, bất chấp tuyên bố gây tranh cãi về ý tưởng này của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Washington đã tuyên bố sẽ không có binh sĩ NATO nào ở Ukraine. NATO cũng tuyên bố như vậy và bây giờ ngay cả Macron cũng nói rằng ông thực sự không có ý đó. Chuyên gia chỉ ra lý do Nga phải tạo ra vùng đệm ở Kharkov. Theo thông tin từ báo tin tức, Tổng thống Nga Vladimir tuyên bố Moscow không có kế hoạch giành quyền kiểm soát thành phố Kharkov ở đông bắc Ukraine vì mục tiêu là tạo ra vùng đệm trong khu vực. Ông Putin cho biết các lực lượng Nga đang đạt được nhiều thắng lợi trong cuộc chiến trong khu vực và cho biết thêm binh sĩ đang di chuyển theo đúng kế hoạch. Nhận định với đài phát thanh Sputnik, nhà quan sát quân sự từng là cựu chiến binh tại Afghanistan và Syria, Anatoly Matvichuk, giải thích vùng đệm là lãnh thổ để triển khai quân đội ngăn chặn kẻ thù thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Khi nói đến thành phố biên giới Belgorod của Nga, vùng đệm sẽ đóng vai trò là khu vực mà ở đó các hệ thống pháo binh tiêu chuẩn của quân đội Ukraine không thể tiếp cận Belgorod và các khu vực đông dân cư gần đó. Chiều dài của vùng đệm có thể lên tới 100 km nếu thấy cần thiết trong việc bảo vệ người dân Belgorod khỏi đại bác và tên lửa của kẻ thù.
Điều đó có nghĩa là khu vực này sẽ bao gồm tất cả các khu định cư của vùng Kharkov dọc biên giới Nga, thậm chí có thể bao gồm cả thành phố Kharkov, nhà quan sát quân sự nói. Theo ông Matviyuchuk, Tổng thống Putin hoàn toàn đúng khi nhấn mạnh sự cần thiết của việc tạo vùng đệm để bảo vệ lãnh thổ Nga trước các cuộc tấn công của kẻ địch trong bối cảnh quân đội Nga đang liên tục tiến quân. Ông đề cập đến một vùng đệm thành công do quân đội Liên Xô tạo ra ở Afghanistan, ngay sau khi họ được triển khai ở đó để hỗ trợ quân đội chính phủ trong cuộc xung đột vũ trang từ năm 1979 đến năm 1989. Vùng đệm dài 150 km đã ngăn chặn các chiến binh thánh chiến pháo kích vào lãnh thổ Liên Xô vào thời điểm đó, và điều này vẫn tồn tại cho đến khi kết thúc chiến sự, ông Matviyuchuk chỉ ra. Chuyên gia này cũng nhấn mạnh trên toàn cầu, vùng đệm thành công nhất là cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ do quân đội Israel kiểm soát gần biên giới, Galilee và Syria. Đây là một ví dụ kinh điển về việc Israel lập hàng rào ngăn cách với người Ả Rập với sự trợ giúp của một vùng đệm, ông Matviyuchuk kết luận. Phép thử lớn với năng lực phòng thủ của Ukraine. Lực lượng Nga đang phát động các cuộc tấn công mới ở khu vực phía đông bắc Kharkov của Ukraine, sử dụng pháo, bom và xe bọc thép để tìm cách chọc thủng tuyến phòng thủ của Kiev. Kênh CNN của Mỹ ngày 12 tháng 5 dẫn lời tướng hàng đầu của Ukraine cho biết tình hình ở khu vực phía bắc Kharkov đã xấu đi đáng kể sau khi Nga tuyên bố đã kiểm soát được thêm 4 ngôi làng khi nước này mở rộng cuộc tấn công xuyên biên giới bất ngờ, ghi nhận từ Thông tấn xã Việt Nam. Oleksandr Sysky, tư lệnh quân đội Ukraine, thông báo rằng các hoạt động phòng thủ đang diễn ra và điều kiện chiến trường rất khó khăn. Ông nói tuần này tình hình ở tỉnh Kharkov đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể. Hiện tại, các trận chiến đang diễn ra ở những khu vực biên giới với Nga. Bộ Quốc phòng Ukraine trước đó nêu rõ họ đã đẩy lùi được các cuộc tấn công của Nga tính đến thời điểm này, nhưng lưu ý rằng các trận chiến với cường độ khác nhau vẫn tiếp tục. Kiev cho biết lực lượng của họ đang bảo vệ các thành trì ở khu vực Kharkov và các đơn vị dự bị đã được triển khai tới khu vực này. Có những lo ngại rằng đây có thể là một phần trong nỗ lực mới giành lại thành phố Kharkov mà Nga đã không kiểm soát được trong những tháng đầu của cuộc xung đột. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, các lực lượng Nga đã sử dụng bom dẫn đường để thực hiện các cuộc tấn công xung quanh Vovchan, một thành phố nhỏ gần biên giới với Nga. Thành phố này cách tiền tuyến hàng chục km về phía Tây Bắc. Nga đã tăng áp lực bằng cách sử dụng pháo binh để tấn công các tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine. Quân đội Nga cũng đã tìm cách sử dụng xe bọc thép để vượt qua phòng tuyến. Các cuộc tấn công dồn dập của Nga làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến vốn đã diễn ra từ lâu ở miền đông và miền nam Ukraine có thể mở rộng sang một mặt trận mới ở phía Bắc, nơi Nga có thể đang thăm dò những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine. Các cuộc tấn công trên không và pháo kích của Nga trong vài ngày qua cũng có thể làm bộc lộ các điểm yếu trong những vị trí phòng thủ của Ukraine. Dara Masikot, chuyên gia về quân sự Nga tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, nhận định, trong trường hợp xấu nhất, nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng xe bọc thép. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ lưu ý rằng hoạt động quân sự mới trên khó có thể dẫn đến việc Nga kiểm soát được Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nơi đã hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội trên không trong những tuần gần đây. Thay vào đó, hoạt động đang diễn ra của Nga có thể có các mục tiêu khác. Chúng bao gồm việc kìm chân lực lượng Ukraine ở phía đông bắc để tạo cơ hội cho Moscow tấn công các khu vực khác ở tiền tuyến, cũng như tạo vùng đệm trong khu vực. Điều này có thể cho phép Nga phòng thủ trước các cuộc tấn công xuyên biên giới. Ngoài ra, đó có thể là một nỗ lực nhằm kéo các lực lượng Ukraine ra khỏi các vị trí phòng thủ quan trọng khác ở phía nam. Đó là lý do mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra trong bài phát biểu tối ngày 12 tháng 5. Tổng thống Zelensky nói ý tưởng đằng sau các cuộc tấn công ở khu vực Kharkov là nhằm kéo căng lực lượng của chúng tôi và làm suy yếu tinh thần cũng như khả năng phòng thủ của Ukraine. Đức, Pháp, Hàn Quốc sẽ tăng viện trợ quân sự cho Ukraine. Các nước phương Tây, trong đó có Đức, đã cung cấp viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Hiện Berlin cũng đang lên kế hoạch tăng viện trợ quân sự cho Ukraine. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Berlin dẫn thông tin từ tờ Bild cho biết Bộ Quốc phòng Đức đã yêu cầu chính phủ bổ sung 3,8 tỷ euro để mua vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine. Như vậy, với 7,1 tỷ euro đã phân bổ cho năm 2024, Bộ Quốc phòng Đức đặt mục tiêu nâng tổng viện trợ quân sự cho Kiev trong năm nay lên gần 11 tỷ euro. Trước đó, tờ Bild đưa tin, số tiền này cũng sẽ được sử dụng để trang bị bổ sung vũ khí mà quân đội Đức đã cung cấp cho quân đội Ukraine. Điều này có nghĩa là số tiền này sẽ được sử dụng để mua vũ khí mới cho quân đội Đức.
nhằm thay thế những vũ khí đã cung cấp cho Ukraine từ kho dự trữ hiện có. Trong số 7,1 tỷ euro đã phân bổ, hầu hết các khoản đều đã được lên kế hoạch. Số tiền này được Bộ Quốc phòng cho là không đủ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã thảo luận về nhu cầu chi tiêu bổ sung với Thủ tướng Olaf Scholz và Bộ trưởng Tài chính Lindner. Bill cho biết thêm, các khoản chi tiêu ngoài ngân sách sẽ được trình lên Quốc hội Đức để phê duyệt vào tháng 6 năm 2024. Theo kế hoạch trong năm 2025, Bộ Quốc phòng Đức dự định ngân sách chi kỷ lục lên tới 15 tỷ euro viện trợ quân sự cho Kiev. Trước đó, ngày 14 tháng 5, Điện Elie tuyên bố Pháp sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian tới. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Tuyên bố nêu rõ Tổng thống Macron tái khẳng định quyết tâm của Pháp nhằm cung cấp tất cả hỗ trợ cần thiết. Ông cũng có thể nêu cụ thể về các đợt chuyển giao gói viện trợ quân sự này trong những ngày và tuần tới nhằm hỗ trợ nỗ lực quân sự của Ukraine. Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ra thông cáo cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã cam kết hợp tác và cung cấp hỗ trợ cần thiết cho Kiev. Thông cáo nêu rõ, chính phủ Hàn Quốc đang tích cực tham gia những nỗ lực của cộng đồng toàn cầu nhằm khôi phục hòa bình và theo đuổi công cuộc tái thiết sau chiến tranh ở Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác và cung cấp hỗ trợ cần thiết cho nhân dân Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng tiếp tục hợp tác với Hàn Quốc. Ông cũng mời người đồng cấp Yoon tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine dự kiến được tổ chức tại Thụy Sĩ trong tháng 6 tới. Trong một diễn biến khác, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, ông Joseph Borrell cho rằng rất khó để khối này tiếp tục cung cấp viện trợ cho riêng Ukraine nếu Mỹ thay đổi các ưu tiên an ninh sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Trong bài phát biểu quan trọng tại Viện Hoover của Đại học Stanford ở thành phố San Francisco, bang California, Mỹ, ông Borrell chia sẻ chỉ riêng châu Âu sẽ rất khó tiếp tục cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ mà họ cần. Các nước phương Tây đã cung cấp viện trợ quân sự và tài chính khổng lồ cho Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Nga bắt đầu cuộc tập trận quân sự sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Rạng sáng ngày 22 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng của nước này đã bắt đầu tiến hành giai đoạn 1 của cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, hay còn được gọi là vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Hãng tin TASS tối ngày 21 tháng 5 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận diễn ra tại quân khu phương Nam. Giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận tập trung vào các khoa mục thực hành công tác chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Cụ thể, lực lượng tên lửa sẽ thực hành chuẩn bị việc sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander, trong khi lực lượng không quân sẽ thực hành trang bị vũ khí không quân, bao gồm tên lửa siêu vượt âm Kinzhan, trước khi di chuyển đến khu vực tuần tra trong cuộc diễn tập. Về phần mình, dường như để minh họa cho mối đe dọa từ phương Tây, Bộ Ngoại giao Nga đã trích dẫn những bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đã nêu khả năng gửi quân đội châu Âu đến chống lại Nga ở Ukraine, và Ngoại trưởng Anh David Cameron, người nói rằng Ukraine có quyền sử dụng vũ khí do London cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong Nga. Các nhà phân tích an ninh cho rằng cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật nêu trên được ông Putin thiết kế như một tín hiệu cảnh báo nhằm ngăn chặn phương Tây can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến ở Ukraine, nơi phương Tây đã cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Kiev nhưng lại kiềm chế gửi quân. Theo ABC, cuộc diễn tập đang diễn ra tại quân khu phía Nam, bao gồm các khu vực của Nga ở phía Nam, trong đó có 4 khu vực Ukraine mà Nga vừa sáp nhập. Đây là lần đầu tiên Nga công khai công bố các cuộc tập trận liên quan đến vũ khí hạt nhân chiến thuật. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh cuộc tập trận nhằm bảo đảm khả năng sẵn sàng đối phó để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga trong mọi tình huống. Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tháng 5 đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị tập trận hạt nhân chiến thuật trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine leo thang. Theo thông tin từ báo tin tức, Ilya Kramnik, nhà nghiên cứu tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho rằng thông báo về cuộc tập trận không làm thay đổi học thuyết hạt nhân quốc gia của Moscow. Điều đáng chú ý nhất là cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh có những tuyên bố khiêu khích nhất định từ quan chức các nước NATO. Trong khi đó, Dmitry Stefanovic, nhà nghiên cứu tại Trung tâm An ninh Quốc tế tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, chỉ ra rằng những gì đang thấy hiện nay là một thông điệp hạt nhân rõ ràng, điều chưa từng xảy ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.
Nhà phân tích này lưu ý, điều đó khẳng định một thực tế nổi tiếng, trong trường hợp xảy ra xung đột cường độ cao chống lại một đối thủ vượt trội, Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga đề ra những mục tiêu chính liên quan đến xung đột ở Ukraine. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, ông Andrei Belousov, Bộ trưởng Quốc phòng mới được Tổng thống Nga Vladimir Putin bổ nhiệm đã chia sẻ danh sách các ưu tiên mà ông sẽ thực hiện sau khi nhậm chức. Tại cuộc họp toàn thể của Hội đồng Liên bang Nga đề cập tới cuộc xung đột Nga-Ukraine, ông Belousov cho biết việc trang bị cho các đơn vị ở tiền tuyến, phát triển công nghệ mới cho chiến tranh và đảm bảo thanh toán kịp thời cũng như hỗ trợ nhà ở cho quân nhân đều là những ưu tiên quan trọng không kém đối với ông với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng mới. Tất nhiên, nhiệm vụ trọng tâm vẫn là giành được chiến thắng và đảm bảo đạt được các mục tiêu chính trị quân sự của chiến dịch quân sự đặc biệt do Tổng thống Putin đặt ra. Về mặt này, tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh với tổn thất về nhân lực ở mức tối thiểu, ông Belousov nói trong phiên họp của các nhà lập pháp Nga ngày 21 tháng 5. Bộ trưởng Belousov, nhà kinh tế và cựu phó thủ tướng Nga, cũng cho biết Tổng thống Putin đã chỉ đạo ông tích hợp lĩnh vực tài chính của quân đội Nga vào nền kinh tế đất nước. Điều này đòi hỏi phải nâng cao hiệu quả chi tiêu quân sự. Tôi muốn nhấn mạnh tối ưu hóa không có nghĩa là cắt giảm sâu rộng. Tối ưu hóa trước hết có nghĩa là tăng hiệu quả. Để mỗi đồng rúp tiền ngân sách mà người dân nộp thuế cuối cùng đều mang lại hiệu quả tối đa, ông Belousov nêu rõ. Ông Belousov cũng đề cập đến việc cung cấp cho tất cả lực lượng Nga đang tham chiến ở Ukraine các thiết bị hiện đại bao gồm đạn pháo, tên lửa, trang thiết bị cá nhân, thông tin liên lạc đặc biệt, máy bay không người lái và hệ thống tác chiến điện tử. Tất cả đều đòi hỏi phải lập kế hoạch tinh tế và đồng bộ. Một ưu tiên khác mà ông Belousov đề cập là phát triển các công nghệ mới để giành lợi thế trước các lực lượng Ukraine. Trước đây, cựu Tổng tư lệnh Ukraine Valery Zaluzhny cũng cho rằng đột phá công nghệ là chìa khóa dẫn đến chiến thắng của Ukraine. Thành công của ông Belousov trong việc lãnh đạo dự án phát triển máy bay không người lái quốc gia của Nga kể từ đầu năm 2023 có thể đã chiếm được cảm tình của Tổng thống Putin vì máy bay không người lái của Nga tiếp tục gây khó khăn cho quân đội Ukraine bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây và trong bối cảnh Nga đạt được những thành công hạn chế trên chiến trường. Bộ trưởng Belousov cũng cho biết vấn đề nhân sự là ưu tiên hàng đầu của mình, mặc dù ông cũng nhấn mạnh rằng sẽ không đề cập về việc huy động, theo hãng thông tấn RIA Novosti. Ngoài ra, ông Belousov cũng nêu ra tình trạng thiếu cơ sở y tế cho quân đội Nga. Ông nói có những vấn đề liên quan đến sự sẵn sàng của các dịch vụ y tế do các tổ chức dân sự cung cấp cho quân nhân. Mỹ phủ nhận đồng ý để Ukraine tấn công lãnh thổ Nga. Mỹ phủ nhận việc giúp Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công bên trong lãnh thổ Nga, sau khi Moscow cáo buộc Washington đùa với lửa khi cho phép Kiev pháo kích các thành phố của Nga. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ kênh RT Nga ngày 19 tháng 5. Phát biểu tại cuộc họp báo mới đây, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby đã công bố gói viện trợ bổ sung trị giá 2 tỷ USD cho Kiev, nói rằng Washington đang theo dõi chặt chẽ cuộc tấn công của Nga ở đông bắc Ukraine và làm việc suốt ngày đêm để chuyển vũ khí và thiết bị cho Kiev để đẩy lùi các cuộc tấn công đó. Tuy nhiên, ông Kirby nhấn mạnh rằng trang thiết bị và viện trợ của Mỹ chỉ nên được sử dụng để tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine thay vì tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Chúng tôi không khuyến khích cũng như không cho phép các cuộc tấn công bằng hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp bên trong lãnh thổ Nga. Đó là chính sách không thay đổi, ông Kirby nói khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu đã đến lúc xem xét lại lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga hay không. Quân đội Nga đã tiến vào Kharkov của Ukraine và từ đó đã chiếm được một số ngôi làng dọc biên giới. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận rằng phía Nga đã đạt được một số thành công về mặt chiến thuật và cho biết giao tranh ác liệt xung quanh thành phố Volchan. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cảnh báo rằng Moscow có thể tìm cách thiết lập vùng đệm ở miền đông Ukraine để ngăn chặn lực lượng của Kiev pháo kích các mục tiêu dân sự ở thành phố Belgorod của Nga và các khu vực biên giới khác. Đây là những gì chúng tôi đang làm. Về việc đánh chiếm Kharkov, hôm nay không có kế hoạch nào như vậy, ông Putin nói trong chuyến thăm Trung Quốc. Trong khi đó, Moscow cáo buộc NATO và các nước EU khuyến khích Ukraine tấn công các khu vực Nga bằng cách sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp như ATAC-MS và Storm Shadow, SCAP-EG. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, trong một tuyên bố cuối tuần trước, Nga sẽ không ngồi yên trước những hành động như vậy mà không đáp trả. Trong khi đó, Kiev lập luận rằng cuộc tấn công mới nhất của Nga được thực hiện là do bị hạn chế sử dụng vũ khí của phương Tây, cũng như sự chậm chế trong việc chuyển giao. Họ, Nga, có thể bắn bất kỳ loại vũ khí nào từ lãnh thổ của họ vào lãnh thổ của chúng tôi.
Đây là lợi thế lớn nhất mà Nga có được, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với hãng tin AFP. Đầu tuần này, các thành viên Quốc hội Ukraine đã tới Mỹ trong nỗ lực thuyết phục Nhà Trắng dỡ bỏ các hạn chế, theo Politico. Kiev cũng được cho là đã yêu cầu trợ giúp về thông tin tình báo về các mục tiêu ở Nga. Báo Mỹ, Ukraine chưa chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công của Nga gần Kharkov. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ tờ New York Times cho rằng các lực lượng vũ trang Ukraine chưa sẵn sàng đối phó với cuộc tấn công của Nga ở Kharkov do thiếu nguồn lực. Theo nguồn tin, quân đội Nga đã tràn vào biên giới phía bắc Ukraine gần như không gặp trở ngại bởi công sự của Ukraine sơ sài. Một số binh sĩ Ukraine hoàn toàn bất ngờ bỏ chạy khỏi vị trí. Tờ New York Times cho biết thêm, nguồn tin cũng nhấn mạnh Moscow có lợi thế rất lớn về đạn pháo, đồng thời nói thêm rằng hệ thống phòng không đã suy kiệt của Ukraine không thể chống lại sức mạnh của không quân Nga. Tờ New York Times nhận định cuộc tấn công đã phơi bày những vấn đề mà quân đội Ukraine kiệt sức đang gặp phải. Chẳng hạn một số công sự phòng thủ không đủ hoặc xây dựng cầu thả. Bộ chỉ huy không đưa quân mới từ lực lượng dự bị trên mặt đất đến khu vực này mà điều động quân từ nơi khác đến. Tờ báo cho biết lý do là lực lượng vũ trang Ukraine có ít quân dự bị để triển khai. Đại diện của giới lãnh đạo quân sự Ukraine nói với điều kiện giấu tên rằng tình hình ở khu vực Kharkov rất nghiêm trọng đối với quân đội Kiev. Kiev cũng nhận thấy tình hình ở khu vực Kharkov vô cùng căng thẳng. Ngày 14 tháng 5, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine báo cáo rằng quân đội nước này đã buộc phải di chuyển đến các vị trí thuận lợi hơn gần Volchanh và Lukyansk. Giới lãnh đạo quân sự cũng báo cáo về việc chuyển thêm quân dự bị tới khu vực này. Đồng thời, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận một số đơn vị đã rút khỏi khu vực này từ các hướng khác. Ông cũng tổ chức cuộc họp với Hội đồng Tổng tư lệnh tối cao tại Kharkov vào ngày 16 tháng 5 và gọi bước đi này là vô cùng khó khăn. Cùng thời điểm, một vụ bê bối đang leo thang ở Ukraine khi một số binh sĩ tuyên bố rằng các tuyến công sự ở vùng Kharkov hoàn toàn thiếu sự chuẩn bị. Đây được cho là nguyên nhân dẫn đến thất bại của quân đội Ukraine ở khu vực này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng với kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm nhiều thông tin nổi bật khác. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!